Hiện tại, rất nhiều video trên kênh đã bị chặn, cho nên chúng mình đã mở một kênh TikTok và đang song song cả hai nền tảng. Đường dẫn ở bên dưới phần mô tả. Trong phần trước, trận chiến thảo phạt Vân Lam Tông cuối cùng cũng nổ ra. Tiêu Viêm với thực lực đấu vương đỉnh phong vượt cấp nghênh chiến cường giả đấu tông. Phù hộ pháp của hồn điện cũng lộ mặt. Tiêu Viêm dốc toàn lực ngừng tụ, Phật nộ hỏa liền đánh cược một lần. Phật nộ hỏa liền chậm rãi rơi khỏi tay. Văn Sơn thấy sự nguy hiểm liền bạo phát đấu kỹ, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện. Nhưng cơn lốc này lại không hề cuốn bay được đó hỏa liền nóng bỏng của Tiêu Viêm, thậm chí uy lực của hỏa liền còn trực tiếp thổi bay cơn lốc, sau đó bay về phía Văn Sơn và phát nổ. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra quét sạch mọi thứ xung quanh, ngay cả đám người Hải Bà Đồng ở phía xa cũng bị ảnh hưởng. Lão lập tức nhắc nhở mọi người mau rút lui đến khoảng cách an toàn. Phía Vân Lâm Tông cũng nhắc nhở đệ tử rút lui. Đáng tiếc là trưởng lão và đệ tử Vân Lâm Tông lại chạy chậm như rùa. Thế là rất nhiều người bị dư chấn vụ nổ giết chết. Phe địch thiệt hại thảm trọng, còn phe ta thì hầu như không mất ai cả. Thế mới kỳ lạ. Tiểu Viêm thì vẫn chưa biết sống chết như thế nào. Điều này càng làm cho mọi người lo lắng. Sóng lửa từ đó hỏa liền vẫn liên tục bạo phát. Tiểu Viêm vẫn bị vây khốn trong luồng hỏa diễm nóng bỏng, chưa rõ sống chết ra sao. Tên cường giả hồn điện thì không ngờ rằng tiểu tử này lại có đấu kỹ mạnh tới như vậy. Hắn ta và Dược Lão chưa kịp tiếp tục phần cao thấp thì động tĩnh từ đó hỏa liền đã cắt ngang cuộc thi đấu. Hai thân ảnh từ trong hỏa diễm rơi xuống. Không nhìn thấy động đậy nên tưởng Tiêu Viêm đã xong đời rồi. Ai ngờ hắn đột nhiên bừng tỉnh và lao về phía Vân Sơn. Vân Sơn nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy nam chính đang lao về phía mình với trạng thái tức giận. Lão ta lập tức quay xe bỏ chạy. Nhưng Tiêu Viêm nào buông tha, hắn tăng tốc và liên tục đấm vào người Vân Sơn nhằm trả lại món nợ máu mà ông ta đã mang lại. Vân Sơn giờ đây đã không còn sức phản kháng nên chỉ có thể làm bao cát cho nam chính tập đánh. Đúng lúc hắn định kết liễu Vân Sơn về đất mẹ thì Vân Vân đã lên tiếng cầu xin. Lời của nàng ta làm cho hắn cũng phải ngừng lại đôi chút. Những người khác thì cũng không muốn hắn dừng tay. Thắng thua của trận chiến nằm ở ngay một quyền này. Nghĩ đến món nợ máu của Tiêu gia, hắn quyết định không dừng tay. Thế là hắn bồi thêm một trường cực mạnh, đánh thẳng vào người Vân Sơn. Thân thể lão đâm xuống đất tạo thành một vụ nổ chấn động. Có lẽ ăn trong một chiêu đó, Vân Sơn đã về đất mẹ. Cho nên, lực lượng phong ấn trên người Vân Vân lập tức mất đi tác dụng. Tuy giành được chiến thắng nhưng Tiêu Viêm cũng cạn kiệt đấu khí, cơ thể ngã quỵ xuống đất. Tổn thương trên người, e là phải tĩnh dưỡng rất lâu mới khôi phục lại được. Tiêu Viêm nhắc nhở Dực Lão mau chóng thu lấy thi thể của Vân Sơn. Bởi vì hài cốt cường giả đấu tông chính là nguyên liệu để luyện chế thân thể cho Dực Lão. Nhưng đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Vu hộ pháp đã thừa cơ hội đến trước để lấy đi thi thể, sau đó hút lấy linh hồn Vân Sơn. Dực Lão cố gắng ngăn cản nhưng cũng không được. Tên kia bắt đầu thôn phệ linh hồn Vân Sơn khiến thực lực tăng mạnh. Tiêu Viêm đành phải nuốt một viên đan dược, cố gắng khôi phục bao nhiêu hay bấy nhiêu. Quyết không thể để gã thuận lợi cắn nuốt. Dược Lão nhanh chóng tung chiêu nhưng chiêu thức đã bị hóa giải. Bản nãy chiến đấu, Dược Lão đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh linh hồn nên cơ thể lão bây giờ đã không còn ngưng thực như trước nữa mà lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ Vân Sơn đã chết, Vân Lam Tông đã mất đi chỗ dựa và không còn lợi dụng được nữa. Cho nên, phù hộ phát quyết định thu lại những gì mình đã ban cho Vân Lam Tông. Những tên trưởng lão tu luyện công pháp của hồn điện hoặc nhờ bí pháp hồn điện để đột phá đều bị hút đi linh hồn. Vân Vân xông lên cố gắng ngăn cản. Nhưng năng lực của nàng đối mặt với phù hộ pháp lại chẳng khác nào là trẻ con đang chơi cùng người lớn. Nàng đành phải ra lệnh cho các trưởng lão và đệ tử còn sống sót ngừng tụ trận pháp. Phù pháp thấy vậy lập tức tấn công Vân Vân. Cũng may Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện kịp lúc ngăn cản công kích, giải cứu cho sư phụ của mình một mạng. Vốn dĩ Nạp Lan Yên Nhiên đang bế quan tu luyện, nhưng vì nghe được động tĩnh đánh nhau nên sau khi đột phá sinh tử môn liền chạy tới đây ngay. Nàng vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nên lập tức hỏi thăm Vân Vân. Vân Vân cũng chỉ biết nói rằng Vân Lam Tông sắp xong rồi. Nhìn thấy xác của lão tổ Vân Sơn nằm dưới đất, Nạp Lan Yên Nhiên cũng giật mình. Cô nàng lập tức trách mắng Tiêu Viêm. Vân Vân đành phải giải thích, bởi vì bị phụ hộ pháp giật dây nên Vân Lam Tông mới có kết cục ngày hôm nay. Như vậy, gã ta chính là nguồn gốc của tất cả tội nghiệt. Rất nhanh chóng, trận pháp Vân Yên Phúc Nhật trận cũng được hình thành. Vân Vân lập tức điều khiển nhiều thanh kiếm khổng lồ tấn công, nhưng không làm gì được gã ta. Gã bảo phát sức mạnh, luồng đấu khí cuồn cuộn tuôn ra xung quanh bao trùm toàn bộ Vân Lam Tông. Dược Lão định mang theo Tiêu Viêm thoát ra ngoài nhưng không được. Hiển nhiên là tên kia đã phong tỏa vùng không gian này. Vân Vân tiếp tục điều động lực lượng từ các đệ tử tấn công thêm lần nữa, thành công đâm xuyên một lỗ trên người vụ hộ pháp. Tuy nhiên, vết thương trên người gã ta lại khôi phục ngay lập tức. Gã phản công đánh bay Vân Vân xuống dưới, nhìn trận pháp của Vân Lam Tông liên tục bị chèn ép, Tiêu Viêm cảm thấy căng thẳng. Nếu như Vân Lam Tông bại, cho dù đấu khí của hắn chưa khôi phục,
thì cũng chỉ có thể gắng gượng tham chiến, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm phiền đến Dược Lão. Dược Lão nhận định tên kia đã thôn phệ linh hồn của quá nhiều cường giả. Thực lực bây giờ đã đạt tới đấu tông đỉnh phòng, cho dù hôm nay tất cả mọi người liên thủ thì cũng không đánh bại. Tiêu Viêm mặc kệ, dù có như thế nào thì hắn cũng không thể để cho Dược Lão rơi vào tay hồn điện được. Rất nhanh sau đó, trận pháp Vân Yên Phúc Nhật trận cũng phá tan. Khả Ta lập tức chuyển mục tiêu lên người Dược Lão và Tiêu Viêm. Dược Lão quyết định sẽ chiến đấu một mình, nên đẩy Tiêu Viêm xuống chỗ đám người Hải Ba Đồng để bọn họ có thể bảo vệ cho Tiêu Viêm. Sau vài câu nói chuyện với Dược Lão thì Khả Ta cũng động thủ, hai bên chiến đấu kịch liệt. Dù Dược Lão đang trong giai đoạn sắp cạn kiệt sức mạnh linh hồn thì vẫn vô cùng khó đối phó. Tiên kia đành phải chơi bài chuyển mục tiêu về phía Tiêu Viêm, thế là Khả Ta lao về hướng nam chính. Dược Lão xông lên nhưng bị ngăn cản. Hải Ba Đồng thấy vậy liền đứng ra che chắn. Ông lên tiếng yêu cầu sự hỗ trợ. Những người xung quanh đồng loạt xuất ra thực lực, dồn vào người Hải Ba Đồng. Ông ngưng tụ ra chiêu thức Vạn Pháp Băng Phong. Hàng ngàn tấm băng kết hợp tạo thành một tấm lá chắn. Vậy nhưng, đứng trước lực lượng của cường giả đấu tông đỉnh phòng, lá chắn của Hải Ba Đồng lại bị phá nát dễ dàng. Vụ hộ pháp thừa cơ hội đó xông lên, tiện nam chính về đất mẹ. Đúng lúc cánh tay của gã tóm vào cổ Tiêu Viêm, thì Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện ngăn cản. Sự xuất hiện của nàng ta mở ra một tia hy vọng sống sót cho phe của Tiêu Viêm. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!